Độc tôn truyền kỳ, thanh vân môn, lâm nhất. Tập 103 Trận chiến này không giống với trận bị triệu vô cực đàn áp tuyệt đối, trận này hắn ta vẫn có thể có cơ hội chiến thắng. Nếu như sử dụng thương long chi nộ, mà đối phương không giỏi ý chí lôi đình thì có khi chưa chắc đã đỡ nổi. Hắn ta không cam lòng khi bị thất bại ở trận này, sau khi xuống đài, vẻ mặt bạch lê hiên hiện lên rõ sự buồn bã còn chưa đối chiến được với Vũ Hạo Thiên và Viêm Long Tử mà đã thua liên tục hai trận, hắn ta át hẳn không thể được xếp hạng cao trong cuộc chiến tranh 10 vị trí đầu rồi. Trận sau là Viêm Long Tử đấu với Nguyệt Vi Vi. Người duy nhất vẫn chưa ra trận trong tam tiểu vương Viêm Long Tử, mọi người rất mong đợi hắn ta ra trận, hơn hết còn là trận đối đầu với Nguyệt Vi Vi. Có điều, nghĩ đến hai người này xuất thân từ cùng một môn phái, Trận chiến này rốt cuộc có đáng xem hay không vẫn là một dấu chấm hỏi Tiểu chủ, chuyện khác có thể làm bừa Quần long thịnh yến thì không được đâu Lúc Nguyệt Phi Phi sắp đứng dậy Các chủ thiên yên các thản nhiên âm thầm truyền âm nói Lời này có chút y uy hiếp nhưng nhiều hơn hết vẫn là thỉnh cầu Các chủ cũng thừa biết tính tình của Nguyệt Phi Phi thế nào Một khi nàng ta đã ngang ngược thì chẳng còn màng đến gì cả Trên đài thăng long Viêm Long tử vừa thấy Nguyệt Phi Vi đáp xuống thì đã luôn khóa chặt ánh nhìn đầy dục vọng trên người nàng ta. Bất kể nam nhân nào khi đối diện trực tiếp với Nguyệt Phi Vi đều khó chống lại sức quyến rũ hút hồn của nàng ta, đây là một yêu tinh luôn biết gây họa. Vi Trong đầu Viêm Long tử bỗng nhiên nhảy số, vừa mở miệng thì chợt nghĩ đến gì đó, cười nói: "Sư muội, muội nói xem, trận này làm sao mà đánh đây? Sư huynh ta là người thương hoa tiếc ngọc." luôn đối xử tốt với muội trận này muội bắt ta nhận thua thì ta cũng không dám nói thêm câu nào vậy huynh nhận thua đi nguyệt phi vi duyên dáng mỉm cười pha trò nói viêm long tử nhất thời lúng túng nghĩ tới chắc sư tôn đã căn dặn trước rồi không ngờ đối phương vẫn không chừa mặt mũi cho mình như vậy hắn ta ngượng cười nói sư muội thật vui tính nếu thua một trận thì không còn cách nào tranh môi đầu bảng rồi nhận thua khó lắm nhưng mà tùy ý nhường muội vài chiêu thì vẫn được. Thế à, vậy thì cảm ơn sư huynh rồi. Nguyệt Phi Phi cười tươi, nhẹ giọng nói, nụ cười này tức thì làm viêm long tử có hơi điêu đứng. Vừa dứt lời, Nguyệt Phi Phi đột nhiên xuất thủ, vọt lên quăng ra một trường đến trước mặt viêm long tử. Oanh! Lúc này, viêm long tử liền chịu thiệt, khí huyết trong cơ thể sôi trào, lảo đảo lùi lại mấy bước. Viêm Long tử bị đau thì trong mắt lập tức thoáng qua vẻ tàn bạo, hắn ta liền vung tay lên muốn phản kích. Đây mới có một chiêu mà. Nguyệt Vi Vi nhẹ cười, tay Viêm Long tử lập tức rụt về. Con! Nguyệt Vi Vi hung hăng dùng ngọc tiêu trong tay gõ mạnh lên đầu hắn ta làm phát ra âm thanh vang vọng không dứt. những người nghe thấy khóe miệng hơi co quắp, đau chết đi được. Tiện nhân! Viêm Long tử tức điên lên, hung hăng mắng vẫn còn một chiêu nữa nha. Nguyệt Phi Vi nhìn thấy lửa giận trong mắt hắn ta, giả vờ như không biết, cười hì hì nói, nàng ta cầm ngọc tiêu đâm mạnh vào vị trí dưới bả vai hai tắc. Hừ! Viêm Long tử đau đến mặt đỏ dần lên, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, ngọc tiêu này còn sắc bén hơn cả kiếm, đủ chọc điên hắn ta hoàn toàn rồi. Quả nhiên luyện thể của sư huynh có một không hai ở đây rồi, ta xin nhận thua nhưng ngay khi hắn ta sắp nổi trận lôi đình nguyệt phi vi đã nhanh như chớp lùi về sau thẳng thắn nhận thua vẻ mặt viêm long tử giận đến phát điên ôm một bụng lửa giận không thể chút ra được lúc sau hắn ta cắn răng nghiến lợi nói sư muội quá khen rồi ta cũng đâu có khen huynh nguyệt phi vi yêu kiều mỉm cười dáng người uyển chuyển bay vọt lên không trung đến giữa chừng còn nhìn chằm chằm về phía lâm nhất cười với ta kìa nguyệt vi vi cười với ta đó nơi này chợt một mảng nhốn nháo những người ở cùng hướng với lâm nhất đều cảm thấy nguyệt vi vi đang cười với họ từng người một bỗng vui mừng như điên nhưng sắc mặt viêm long tử ở trên đài lại tái xanh hắn ta nhìn thấy rõ ràng là nàng ta đang cười với lâm nhất dám liếc mắt đưa tình không biết xấu hổ ở trước mặt hắn ta chuyện này có khác gì khương tử diệp vì cứu ô tiếu thiên mà ôm chặt trong ngực cứ như đang tát vào mặt hắn ta vậy bất kỳ một người nam nhân nào cũng không thể nhịn được, Viêm Long Tử tức đến xanh mặt, quay đầu trợn mắt hung ác nhìn Lâm Nhất. Lâm Nhất cảm nhận được trong ánh mắt đó tràn đầy lửa giận và sát ý, trong lòng đành cười trừ, yêu tinh này lại làm trò gì thế. Nếu lát nữa đụng phải Viêm Long Tử, e rằng đối phương có nhai nát đầu hắn cũng chưa hả giận nữa là. Trận đấu mới có chút trò hay vậy mà lại kết thúc rồi, Viêm Long Tử xem như nhẹ nhàng giành chiến thắng dù sau thì hắn ta cũng chẳng cần phải để lộ bài tẩy gì, cùng lắm thì bị gõ mấy cái đau điếng mà thôi. Cũng may còn vất lại được màn nguyệt vi vi phi, phi thân lên quay đầu mỉm cười kinh diễm giữa không chung, không đến nỗi làm người khác quá thất vọng. Dẫu sao thì yêu tinh này cũng xinh đẹp quá mà. Trận kế, lâm nhất đối đầu với Phương Hàn Lạc. Tiếng trọng tài chợt vang lên, toàn hiện trường nháy mặt sôi nổi trở lại, một trận đấu của hai tuyệt đỉnh tân tú lại thêm một người khiêu chiến với vị trí tân tú mạnh nhất của lâm nhất người được mệnh danh là hắc mã mười chiêu phương hàn lạc hiện tại cũng không còn mấy ai dám cười nhạo con hắc mã này nữa trước đó phương hàn lạc hết lần này đến lần khác đột phá tuyệt cảnh bị người khác nói không sớm thì muộn cũng tự chơi chết mình sau khi đánh một trận tuyệt đẹp rồi thăng đến bán bộ thiên phách tài năng của hắn ta đã bộc lộ hoàn toàn khi chiến thắng ô tiếu thiên hắn ta đã đạt đến đỉnh phong nghiêm túc mà nói, tu vi của Lâm Nhất còn thấp hơn hắn ta một chút, tuy rằng bây giờ Lâm Nhất lúc nào cũng có thể thăng lên bán bộ thiên phách, nhưng sau cùng thì vẫn chưa thấy gì nên tính ra vẫn kém hơn. Trên người đối phương lúc này là một long ảnh bốn móng kim quang sáng chói. Hi hi, rốt cuộc cũng gặp phải ngươi. Trong mắt Phương Hàn lạc lóe lên chiến ý sôi sục, nó giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng hư không, hung hăng đâm vào người Lâm Nhất ta cũng rất mong đợi được đánh với người một trận. Lâm Nhất mỉm cười, thành thật nói. Lúc còn ở vòng tích điểm hắn đã chú ý đến người này, khi đó hắn ta đang bị yêu nghiệt dương phàm ở bảng ngoài thượng giới đánh bại, bây giờ tiến bộ đến trình độ này thì thật sự sâu trong lòng Lâm Nhất cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngoài thân pháp quỷ dị của hắn ta ra, hắn ta lại có thể đột phá được hết tầng này đến tầng khác, điều đó chứng minh rằng vận may của người này cũng nghịch thiên biết là bao nhiêu. Tuy rằng vận may khó nắm bắt, nhưng lại không thể không nói hắn ta đúng là một kẻ có thực lực, quần long thịnh yến trước cũng không ít mấy kẻ thua chỉ do xui xẻo mà thôi. Sau trận đấu của ngươi với Nam cung, ta đã hạ quyết tâm nhất định phải đánh bại ngươi. Vẻ mặt Phương Hàn Lạc nghiêm túc, ánh mắt đầy kiên quyết nói. Khuôn mặt so với Lâm Nhất còn trẻ hơn kia chợt lộ ra vẻ nghiêm nghị, công bố với tất cả mọi người rằng hắn ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực đánh trận này hửm. Lâm nhất như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, vậy xem xem người có bản lĩnh đấy không đã. Không ai ngờ rằng, cuộc chiến giữa Lâm nhất và Phương Hàn lạc lại nồng nặc mùi thuốc súng như vậy. Rất hiếm khi Lâm nhất phải nói ra câu mong chờ được đánh với người một trận, mà đây cũng là lần đầu tiên sự háo thắng của Phương Hàn lạc cũng thể hiện mãnh liệt đến vậy. Sương Hàn Tinh bảo Audio điện tử võ tấn bền địa vị của lâm nhất trong lòng phương hàn lạc rất cao thậm chí hắn ta đã xếp đối phương ngang hàng với tam tiểu vương hắn ta không có bất kỳ ý nghĩ khinh thường nào vừa xuất thủ đã đẩy ý chí hàn băng bốc phát đến cực hạn vung tay liền đánh ra sát chiêu mạnh mẽ cái lạnh giá cực độ quét qua cuồng bạo như giã thú trên bầu trời mù mịt chợt xuất hiện rất nhiều tinh tú lạnh giá nhảy múa như tuyết bay một cơn gió mạnh thổi đến làm cho sự rét lạnh xâm chiếm một cách điên loạn mất kiểm soát Quyền mang mà hắn ta đánh về phía lâm nhất toát ra ánh sáng rực rỡ tinh diệu, nó rõ ràng mạnh hơn rất nhiều lúc hắn ta đối đầu với ô tiếu thiên, thậm chí khí thế có khi còn vượt qua cả thiên hoang phá vân chỉ của Khương Tử Diệp. Tâm trí lâm nhất khẽ động, hắn mặc một bộ y phục màu xanh đứng giữa bão tuyết mù mịt, phụt sáng như một tiên nhân bước đi trên tuyết. Sức mạnh của kiếm uy thương long đang âm thầm tích tụ, hình bóng liên tục biến ảo kèm theo là tiếng long ngâm vang vẳng bên tai không dứt giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Nhất đã tránh được sự sắc bén và hung hãn của quyền mang mà đối phương tung ra, nơi con người chợt lóe, chỉ trong tích tắc đã nhận ra được nhược điểm của chiêu thức này. Tay phải lập tức đặt lên chuôi kiếm, táng hoa tuốt vỏ vụt sáng chói cả mắt. Bá kiếm, bôn lôi chảm điện. Rào. Dưới sự tăng cường của kiếm huy thương long, một nhát chém bôn lôi trảm điện mạnh đến mức cực độ, luồng điện quang tức thì hóa thành một con thương long dài đến mười mấy trượng đang gầm hét nhát chém mà hắn hung hăng đâm ra cuốn theo cả lôi quang vô tận và kiếm quang cuồng phong mãnh liệt khiến cho cả trời đất trở nên mờ nhạt đây cũng là lần đầu lâm nhất kết hợp dùng kiếm uy thương long tăng cường cho bá kiếm sức mạnh khủng khiếp đến hắn cũng không ngờ oanh chiêu thiên hoang phá vân chỉ của phương hàn lạc dù mạnh hơn cả quyền mang nhưng cũng đã sụp đổ và tan ra tức thì tiếng gầm hét của kiếm quang kèm theo sức mạnh phong lôi lúc ẩn lúc hiện, trong tiếng rồng gầm kinh hoàng, vẫn hung hãn lao tới. Kiếm thế mạnh đến ngoài dự đoán mọi người. Phương Hàn Lạc khẽ biến sắc, sau đó lập tức bình tĩnh lại, kiếm thế mạnh mẽ này như đang đợi hắn ta lùi lại, chỉ cần một pha chạm nhẹ ở khoảng không cũng sẽ làm tan biến nó. Xoạt! Lúc hắn ta vừa cử động, trong mắt liền lóe lên điện quang, lâm nhất dường như đoán được hắn ta sẽ đi bước này muốn chặn đường lui của ta vậy thì tới đi trong mắt phương hàn lạc lập tức giấy lên tinh quang hung mãnh không lùi mà lại tiến tới hắn ta dồn sức mạnh hơn nữa vào quyền mang để nghinh đón cách lấy cứng đối cứng như vậy khiến bốn phía liền kinh hô ngay cả lâm nhất cũng có hơi bất ngờ khi đối mặt với bá kiếm đã được tăng cường kiếm huy thương long Phương Hàn Lạc chỉ do dự trong chốc lát, hắn ta lập tức dùng quyền mang mãnh liệt hơn tiếp đón. Uy lực hùng mạnh còn lại của bôn lôi chảm điện đối đầu với quyền mang hàn quang sáng chói như tinh tú trên trời, tất cả liền bùng nổi. Khổ! Khóe miệng Phương Hàn Lạc đã dỉ máu, sắc mặt có hơi căng ra, vỏn vẹn chỉ uy lực còn lại vậy mà chiêu kiếm này lại còn mạnh đến đáng sợ, quả thật đã hơi nằm ngoài dữ liệu của hắn ta. Âm âm! điện quang và hàn mang giao giữa đài thăng long, làm giấy lên một dị tượng hết sức hỗn loạn, khiến người xem hoa cả mắt. Hừ! Phương Hàn Lạc rõ ràng đã bị thương rất nặng, nhưng lại không hoảng hốt hay vội vàng, khoảnh khắc bùng nổ dị tượng liền đã nhanh như chớp tấn công trước một bước. Thiên Hàn địa liệt Vẻ mặt Phương Hàn Lạc sông lên như điên cuồng, đẩy tu vi tăng đến cực hạn, Hàn Quang tràn ngập cả người. Giữa bầu trời, mây trắng vô tận giống như bị đóng băng vậy tuyết bay tán loạn hắn ta lại tung ra hết quyền này đến quyền nọ giữa lúc quyền mang vụt sáng cả mặt đất đột nhiên đều bị hàn ý bùng lên bao trùm nội tình mạnh quá trong mắt lâm nhất lóe lên tia bất ngờ người này trông cùng trang lứa với mình nhưng nội tình lại mạnh đến đáng sợ dù công pháp tu luyện có kém hơn tử diên kiếm quyết nhưng e rằng cũng chẳng thua bao nhiêu chắc hẳn đã bắt đầu tu luyện từ nhỏ thậm chí khi còn trong bụng mẹ đã được nuôi dưỡng từ những loại đan dược. Phải nói là mạnh hơn rất nhiều so với Lâm Nhất Chỉ mới tu luyện mấy năm ngắn gũi. Sau khi Tu Vi đạt đến bán bộ thiên phách, nội tình kinh người này liền bùng nổ trong nháy mắt, miễn cưỡng có thể ngang sức ngang tải với kiếm huy thương long của Lâm Nhất. Quả thật không tồi, người này tuyệt đối không phải tán tu, sau lưng nhất định sẽ có tông phái hoặc gia tộc khá lớn chống đỡ thế lực tầm thường sẽ không thể đào tạo ra được một thanh niên yêu nghiệt có nội tình kinh người như vậy. Bá kiếm, kinh hồng phá nhật. Suy nghĩ vừa dứt, hai bên lâm nhất mọc ra màn sáng như đôi cánh, theo từng bước chân của hắn dần dang rộng bay lên. Cả người đứng giữa gió tuyết vặn vẹo xoay tròn, màn sáng hai bên không ngừng kéo dài, đến khi vung kiếm đâm ra liền đâm trực diện vào điểm mạnh nhất của quyền mang. Hừ! Tiếng vỡ vụng vang lên, chân nguyên hộ thể trên người lâm nhất bị ý chí hàn băng của đối phương đánh vỡ hơn một nửa. Có điều vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, tay phải nắm chặt kiếm táng hoa của hắn đã đâm vào trên vai phải đối phương từ lúc nào. Keng! Bỗng có tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên, quần áo của phương hàn lạc chợt rách toạc, cả người bị đánh văng thẳng ra ngoài. Nơi bị kiếm đâm chúng chỉ bị rách một lỗ chứ vẫn không bị xuyên thủng. Luyện thể thật sự quá kinh khủng, bị lâm nhất đâm chúng mà vẫn có thể rút lui toàn vẹn, hiện giờ cũng chỉ có hắn ta mà thôi. Chẳng trách lúc trước rất nhiều lần bị đẩy vào chỗ chết vẫn có thể đột phá, thì ra vẫn còn lá bài tẩy là luyện thể, đúng là cuộc chiến tranh giành vị trí tân tú mạnh nhất rồi. Khi mọi người nhìn thấy luyện thể siêu mạnh của Phương Hàn Lạc thì đều thoáng cả kinh, chẳng qua đây cũng không quá nằm ngoài dự đoán. Hình như bị lộ chút bí mật rồi. Phương Hàn Lạc khẽ mỉm cười, lúc vừa rớt xuống, quần áo trên người đã bị dư chấn xé nát để lộ ra nửa thân trên. Làn da của hắn ta trắng như ngọc, toát ra vẻ lạnh lùng chẳng khác một khối hàn ngọc ngàn năm tuổi, lạnh bốt mà cứng rắn. Nếu bàn về đột phá, chiến thể tử bang này có lẽ không bằng chiến thể thương long của ngươi, nhưng nói riêng về phòng thủ, ngươi cũng rất khó làm ta bị thương được. Nói xong, xung quanh người Phương Hàn Lạc tuôn ra rất nhiều luồng khí thức màu tím, nó giống như từng mảnh băng long màu tím vậy. Hắn ta không cho Lâm Nhất nhiều thời gian phản ứng, hắn ta giơ tay lên tiếp tục phát động công kích điên cuồng, hàng loạt đóm sáng phát ra một luồng khí thức màu tím lạnh lẽo như ngọc, giống như những ánh sao lạnh lẽo bắn về hướng Lâm Nhất một cách mãnh liệt. Lâm Nhất đang ở giữa chừng không, đáy mắt liền hiện lên tia kinh ngạc. Hắn vừa nhìn thấy thân pháp di chuyển lúc đối phương rơi xuống, nó đã làm kiếm uy tiêu hao hơn phân nửa. Cho dù những chấn động vô hình xen lẫn giữa âm hỗn loạn khiến cho rất mờ mịt, nhưng Lâm Nhất vẫn đủ nhạy bén nhận ra. Trong phút chốc do dự, Lâm Nhất đã không xuất thủ, cứ giả vờ không thấy là được rồi. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn chân chính giao thủ với người này một trận thật hay, để xem kiếm uy thương Long có thể đạt được bước tiến mới hay không. Oanh. Đáy mắt Lâm Nhất đột nhiên vụt tinh quang kiếm ý cuồn cuộn ở sau lưng hắn biến thành một con thương long chém trệ, đột sộ như một ngọn núi cao đến hàng trăm trượng, trong mắt còn hiện lên kiếm quang sáng chói. Trông thì chẳng khác mấy dị tượng mà những người khác triển hóa, trên từng vảy rồng có thể nhìn thấy ánh lôi quang khốc liệt. Gió đang điên cuồng gào thét, lôi thì gầm lên giận dữ, đây chính là sức mạnh phong lôi của thương long. Lúc thanh thế phong lôi đang bùng nổ, Loáng thoáng có thể thấy được ở trung tâm Thương Long đang có một thanh kiếm sắc bén dựng đứng, nó cao gần trăm trượng, làm người khác kinh ngạc không thôi. Thương Long bao quanh kiếm sắc uy danh ngút trời nhưng người khác thì chỉ có thể nhìn thấy bóng kiếm mờ mờ. Kiếm uy Thương Long được đẩy lên cực hạn, từng mũi nhọn mạnh mẽ vô song truyền ra, hư không kịch liệt rung động, tạo thành từng gợn sóng vô tận. Két 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 quyền mang còn chưa kịp lao đến gần lâm nhất liền bị kiếm huy nghiền thành bụi. Grau, từng quyền mang đánh tới đều vỡ tan tành, nhưng hư ảnh thương long hào hùng sau lưng lâm nhất vẫn không hề hấn gì, lại không ngừng tỏa ra uy áp kinh người. Một cảnh tượng lạ thường đã làm người xem choáng váng khi nhìn thấy nó. Sốt cuộc là cái quỷ gì vậy, kiếm ý có thể mạnh đến mức đó sao? Đừng nói là hắn ta đã lĩnh ngộ được cảnh giới đỉnh phong tiên thiên rồi nhá, Cảm giác kiếm uy này còn mạnh hơn rất nhiều kiếm ý hàn băng của Nam cung Vãn Ngọc và kiếm ý lôi đỉnh của Bạch Lê Hiên. Kiếm ý Thương Long, để kiếm ý hóa thành long ảnh thì rất nhiều yêu nghiệt đều có thể làm được, nhưng cứ bay quanh người không tan biến, giống như một con thương long cao đến hàng trăm trượng sống sờ sờ chiếm đóng sau lưng như lâm nhất, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy cũng như nghe đến chuyện như thế này. keng, keng, keng hai bóng người trên đài thăng long không ngừng quấn lấy nhau, lúc kiếm quang đang tung hoành ngang dọc, thì quyền mang liên tục bị chém không còn mảnh giáp. Lâm nhất phát huy kiếm huy thương long đến cực hạn, mạnh đến nỗi làm người khác muốn tức điên lên, phương hàn lạc chỉ cần vừa cử động nhẹ thì kiếm quang liền vọt đến như một con rồng đang gào thét, đập tan hết tất cả sát chiêu trong tích tắc. Kiếm quang lạnh lẽo khứa vào thân thể tử ngọc của hắn ta, xé ra từng vết thương dữ tợn. Luyện thể này còn được mệnh danh là Tuyến phòng ngự mạnh hơn cả chiến thể Thương Long, nhưng lại bị kiếm uy Thương Long của Lâm Nhất dần dần cắn xé đến tan nát, cứ như một khối băng đang từ từ tan chảy. Tuyết Mạn Sơn hà. Phương Hàn Lạc hét lớn, chân nguyên cuồn cuộn kích động, luyện thể Tử Ngọc toát ra ánh sáng chói mắt. Hắn ta thôi thúc luyện thể phát huy đến tột độ, dồn hết sức vung một quyền mang hung bạo về phía Lâm Vân. Quyền mang này mang theo ý chí hàn băng mạnh đến khó tưởng, hàn quang lãnh lẽo quét đến, cuốn tuyết bay lên hóa thành một con thượng cổ hung thú với hàm răng sắc nhọn, vồ về phía lâm nhất hung hăng cắn nuốt. Bá kiếm, tinh thần đại bảo. Thương long cao hàng trăm trượng phía sau lâm nhất chợt bắn ra điện quang tứ phía, chỉ trong tích tắc, trên đầu lâm nhất đã ngưng tụ thành một đám lôi quang. Lúc lôi quang vừa hiện hình, nó nhanh chóng nuốt chừng toàn bộ kiếm ý còn rời rạc giữa không trung, nháy mắt nó đã to lớn hơn cả một ngôi sao sáng ầm um. giữ trời gió tuyết bộ y phục màu xanh của lâm nhất bay phất phới một nhát kiếm bỗng đâm ra trên mũi kiếm hàn quang bùng nổ tựa như nó đã đâm thủng cả khoảng không nơi đây thượng cổ hung thú bằng tuyết đã bị đâm nát từ bao bao giờ oanh kiếm quang như điện hàn quang như sấm chấp táng hoa đã đâm thẳng vào luyện thể của phương hàn lạc rác 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 rác. Thân thể của Phương Hàn Lạc bị mũi kiếm đẩy mạnh, không ngừng lùi về sau, nơi mũi kiếm ma sát vào luyện thể của hắn ta không ngừng túa ra những đóm sáng lạnh lẽo. Từng vết nứt nhanh chóng lan ra trên khắp cơ thể của Phương Hàn Lạc. Rào. Cùng lúc đó, kiếm uy thương long của Lâm Nhất đã làm tan chảy băng tuyết trong không khí, kèm theo đó không ngừng đánh thẳng vào những bộ phận khác trên cơ thể Phương Hàn Lạc. Đầu rồng không ngừng va vào đối phương, Giống như những long ảnh đang ẩn nấp trong không trung, khi gào hét còn mang theo sức mạnh phong lôi hùng mạnh. Cản không được. Mọi người dùng mình, quả thực không dám tưởng tượng, Phương Hàn Lạc đã chịu đau đớn đến mức nào khi bị táng hoa không ngừng đâm vào cơ thể ép lui liên tục. Số đông mọi người chỉ thấy chiến thể tử băng của Phương Hàn Lạc đang tan vỡ, nhưng không mấy ai để ý đến trong quá trình va chạm, thương long quấn quanh kiếm ban đầu đang chậm chậm dung hợp khi thấy sắp bị ép rơi khỏi đài thăng long không thể tiếp tục lùi bước nữa đáy mắt phương hàn lạc bỗng lóe lên tia điên cuồng hắn ta cắn răng tiêu hóa chiến thể tử băng mặc cho táng hoa đâm vào da thịt nửa tắc. cùng lúc đó tay phải của hắn ta đột nhiên ngưng kết thành một thanh kiếm băng sắc bén đâm về phía cổ họng lâm nhất leng keng kiếm ý kia lập tức bị đập nát lâm nhất đã có phòng bị từ trước hắn bắn chỉ đạn vào tay phải đối phương rồi rút kiếm lại lùi về sau tức thì tinh hàn sương nhận nhưng phương hàn lạc lại không muốn bỏ qua cho lâm nhất hắn ta mặc kệ máu tươi nhuộm đỏ trước ngực chớp lấy thời cơ ép lâm nhất không ngừng lui về sau hắn ta lách mình xông đến tung ra một chiêu tuyết long quyển mạnh mẽ khôn cùng trong tuyết long quyển chứa vô số lưỡi dao băng giá những lưỡi dao này sáng trói và sắc bén cùng cực tựa như nó có thể cắt đứt cả không khí Xoạt. Trong lòng Lâm Nhất chợt bất động, hắn cảm thấy được kiếm uy đã hoàn toàn dung hợp được với uy lực Thương Long, kiếm vụt như rồng, ngầm long cũng như kiếm. Cuối cùng thì Long kiếm đã có thể hợp nhất rồi. Chỉ một thoáng ngây người, Tuyết Long quyển chứa vô số lưỡi dao băng giá đã áp sát mặt Lâm Nhất, có vẻ như nó muốn nuốt chửng toàn bộ. Long kiếm hợp nhất. Lúc kiếm uy Thương Long dung hợp hoàn toàn với Táng Hoa, Lâm Nhất bay vọt lên không trung hắn xoay lưng chém ngược ra ngoài tuyết long quyển kia như một ngọn núi cô phong bị kiếm quang đáng sợ bổ làm đôi tách thành hai bên oanh kiếm quang vừa bổ đôi tuyết long quyển đập vào cơ thể vốn đã bị thương của phương hàn lạc mạnh mẽ cuốn bay hắn ta ra ngoài phụt dù hắn ta đã hộc máu giữa không trung sắc mặt trắng bệch tái xanh nhưng trong mắt vẫn không muốn chịu thua cuộc lâm nhất biết hắn ta muốn gì thu kiếm lại về vỏ lúc tiếp đất hắn dường như vô tình tiến một bước về bên trái phía trước nét mặt phương hàn lạc ở giữa không trung khẽ biến vị trí mà lâm nhất đáp xuống tình cờ chính là góc mà hắn ta muốn hóa giải kiếm uy trên người một khi hắn ta vừa rơi xuống lâm nhất rút kiếm là có thể chém hắn ta thành hai mảnh tiểu tử này phương hàn lạc cắn môi đột nhiên uốn éo trên không trung cơ thể biến ảo thêm lần nữa lâm nhất lại bước một bước trên không trung, Phương Hàn Lạc dùng mọi cách để thay đổi vị trí khi đang rơi xuống, còn Lâm Nhất chỉ chậm rãi bước đi. Phụt. Sau vài lần biến ảo như vậy, những vết thương bị kiềm chế trên người Phương Hàn Lạc vẫn không được giải trừ, cuối cùng cũng bùng nổ, hắn ta hộc máu ngay giữa không trung, sau đó ngã xuống đất, giấy rựa đứng lên. Không đánh nữa. Phương Hàn Lạc loạng choạng đứng dậy, nhìn về phía Lâm Nhất nhận thua. Lòng hắn ta sáng như hương, đối phương đã nhìn thấu thân pháp chữa thương của hắn ta, dù hắn ta còn át chủ bài chưa dùng cũng không đánh nữa. Nếu không có kiếm uy thương long, ta sẽ không dễ dàng đánh bại được ngươi. Lâm Nhất nhìn đối phương, nói đúng sự thật. Tử băng chiến thể của đối phương có sức phòng ngự thật sự rất đáng sợ, chỉ dựa vào bá kiếm và kiếm ý viên mãn đỉnh phong thì chưa chắc có thể trấn áp đối phương ngay cả bá chảm thiên hà cũng chưa chắc có thể phá, cần phải sử dụng kiếm ý thông linh mới được. May mà trong trận đấu này hắn đã hợp nhất được Long Kiếm, hiện tại kiếm huy thương Long hẳn có thể gọi là kiếm ý thương Long, một loại kiếm ý chân chính hoàn toàn mới, không phải kiếm ý kinh lôi của Bạch Lê Hiên, cũng không phải kiếm ý hàn băng của Nam Cung Vãn Ngọc, mà là kiếm ý thương Long chỉ thuộc riêng về lâm nhất. Người phá thân pháp của ta, ta không thể tiếp tục chống cự, quyền pháp của ta lại không thể làm ngươi bị thương, không đánh nữa. Phương Hàn Lạc cười khổ, bất đắc dĩ nhận thua. Rừ. Sau khi cắn nuốt hết khí huyền hoàng của hắn ta, lòng ảnh trên người lâm nhất lập tức mọc ra bốn vuốt, kim quang như núi, nhất thời còn trói lóa hơn lòng ảnh của đám người Vũ Hạo Thiên. Cùng là kim long tứ chảo nhưng người lâm nhất thắng là Phương Hàn Lạc, khí huyền hoàng cắn nuốt đủ nhiều do đó lòng ảnh của hắn cực kỳ trói lóa, những chiếc phẩy rồng sáng lấp lánh dưới ánh kim quang chiếu rọi trong lúc nhất thời lòng ảnh của hắn là nổi bật nhất thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người lâm nhất thật lợi hại trong số những con kim long tứ trảo của hắn là nổi bật nhất bây giờ nổi bật cũng không có tác dụng gì ai có thể cười đến cuối cùng mới là người thắng chân chính phải biết rằng thua một trận sẽ mất một nửa khí huyền hoàng đúng thế kết quả vẫn sẽ trở thành đá kê chân cho Tam Tiểu Vương thôi. Các ngươi nói cứ như Lâm Nhất nhất định sẽ thua Tam Tiểu Vương vậy. Chưa đến hồi kết, mọi chuyện đều có khả năng. Ha ha! Thần thoại không quá 10 chiêu của Phương Hàn Lạc bị phá vỡ, lòng ảnh rực rỡ của Lâm Nhất khiến mọi người chấn động, gây xôn xao. Tiếng bàn tán không dứt, nhưng một lát sau mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, cảm thấy hắn sẽ làm đá kê chân cho Tam Tiểu Vương. Kể cả những người ủng hộ Lâm Nhất cũng không đủ tự tin phản bác, quả thật thực lực mà Tam Tiểu Vương thể hiện quá mạnh. Tiếp theo là Triệu Vô Cực đấu với Khương Tử Diệp. Cú sốc từ việc khiêu chiến Vũ Hạo Thiên thất bại còn quá lớn đối với Khương Tử Diệp, thương tích của nàng ta gần như đã bình phục dưới sự trợ giúp của linh đan. Nhưng nếu muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong thì hơi khó, thêm việc át chủ bài đã bại lộ khá nhiều, đối mặt với cao thủ nắm giữ hai loại ý chí như Triệu Vô Cực sau 100 chiêu nàng ta vẫn thua, điều này khiến mọi người cảm thấy đáng tiếc. Cuộc thi diễn ra với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trận đấu tiếp theo, Nguyệt Phi vi, vi đấu với Vũ Hạo Thiên. Trọng tài vừa dứt lời, Vũ Hạo Thiên chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện trên đài thăng long. Xoạt! Giọng trọng tài không quá lớn, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây lại nghe rất rõ, nét mặt họ đều trở nên nghiêm túc. Ai ai cũng biết mâu thuẫn giữa Nguyệt Phi Vi và tử Nguyệt Động Thiên, màn múa quyến rũ của Khuynh Nhược U làm tông môn mất hết mặt mũi, khiến Vũ Hạo Thiên không ngại làm trái quy tắc, lên sân khấu cắt ngang. Nếu không nhờ vị trí quán quân bảng Long Vân đợt trước của hắn ta, Thánh Minh đã không nể mặt hắn ta. Lúc ấy vẻ mặt Vũ Hạo Thiên rất khó coi, tất cả mọi người đều cảm nhận được sát ý đáng sợ trên người hắn ta. Cuối cùng bây giờ Vũ Hạo Thiên cũng gặp Nguyệt Phi Vi có lẽ hắn ta sẽ không dễ dàng nương tay. Tiểu chủ, không cần đấu với hắn ta. Thiên yêu các thấy Nguyệt Phi Phi đứng lên bèn bí mật truyền âm, hắn khá hiểu Nguyệt Phi Phi. Nếu yêu nghiệt đến từ thế giới kia muốn tới huyền hoàng thì cần phải phong ấn thực lực của mình, hơn nữa còn phải liên tục thích ứng với quy tắc thay đổi của linh khí thiên địa. Thời gian Nguyệt Phi Phi đến đây quá ngắn, gặp yêu nghiệt chân chính của thế giới này trung quy vẫn có chút tranh lệch. Lâm Nhất không lo lắng lắm, với thực lực của Nguyệt Phi Vi, Vi, khi đối mặt với Vũ Hạo Thiên sẽ khó nói trước được phần thắng, nhưng nếu muốn nhận thua thì không khó. Hơn nữa, hình như nàng ta chỉ quan tâm đến 10 vị trí đầu, không có hứng thú quá lớn với thứ tự trong 10 vị trí đầu. Vèo Nguyệt Phi Vi, Vi bay lên đài thăng long, đứng đối diện với Vũ Hạo Thiên. Trọng tài thấy hai người đều đã có mặt, bèn nhìn lướt qua rồi trầm giọng tuyên bố, bắt đầu không quá khác so với những gì mọi người đoán khi trọng tài vừa dứt lời nguyệt vi vi lập tức lên tiếng ta nhận dầm dầm nhưng khi chữ cuối cùng sắp được nói ra vũ hạo thiên ra tay ánh mắt hắn ta vô cùng lạnh lẽo và u ám bá quyền thiên địa đồng tâm khi năm ngón tay vũ hạo thiên siết chặt lại quyền mang phun trào khoảnh khắc này vùng trời và mặt đất rộng lớn nơi đây dường như bị hắn ta nắm trong lòng bàn tay trong lúc nhất thời, mỗi cử chỉ của hắn ta đều có thể nghịch đảo càn khôn, nắm không gian này trong tay theo ý mình. Trời đất quay cuồng, vũ hạo thiên tràn ngập bá khí, khí chất vương đạo và kiêu ngạo kéo đến. Bá quyền, lại là bá quyền. Mọi người giật mình, trên khán đài vang lên một tràng tiếng thốt kinh ngạc, sự đáng sợ của bá quyền đã được vũ hạo thiên thể hiện trước đó. Trong tầm nhìn của Nguyệt Phi Phi, không gian bắt đầu vặn vẹo quanh vũ hạo thiên, ngay cả thở cũng khó khăn, chữ cuối cùng mắc kẹt ở cổ họng, làm thế nào cũng không thể nói ra. Nàng ta biến sắc, mũi chân dẫm mạnh lên mặt đất, định bỏ chạy. Đi được à? Vũ hạo thiên khịt mũi, mặt không cảm xúc, đưa tay ra tung một quyền. Bùm! Một quyền đánh ra như thể trời đất nổ tung, quyền mang kinh khủng xuyên thủng vạn vật, đánh thẳng vào người Nguyệt Vi Vi nhanh như chớp. Phụt! nguyệt phi vi hộp ra một búng máu khuôn mặt xinh đẹp việt trần cực kỳ tái nhợt nàng ta văng ra xa như con diều bị đứt dây trên chỗ ngồi của thiên yêu các mắt viêm long tử sáng rực lên hắn ta nhếch môi cười tất cả đừng nhúc nhích để ta nói xong hắn ta không đợi các trưởng lão khác phản ứng đã nhanh chóng bay về phía nguyệt phi vi nhìn thấy hành động của hắn ta người ngoài liền biết mục đích của hắn ta không khỏi tỏ ra khinh bỉ Tốc độ của Viêm Long Tử rất nhanh, chớp mắt Nguyệt Vi Vi đã cách hắn ta không xa. Hắn ta không hề che giấu dục vọng trong mắt mình, nụ cười nham hiểm trên môi càng khiến người ta khinh thường. Vèo! Nhưng trong nháy mắt, một bóng dáng màu xanh bay vút qua như một tia chớp, ôm Nguyệt Vi Vi vào lòng trước khi hắn ta lao tới. Viêm Long Tử bắt hụt, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn qua người ôm Nguyệt Vi Vi vào lòng không phải lâm nhất thì là ai? Đoàn. Đầu óc viêm long tử như nổ tung, hắn ta tức đến mức mặt mày xanh mét, lửa giận trong lòng kìm nén đến cực hạn. Muốn chết à? Viêm long tử nổi giận, dẫm mạnh trên không trung, lao thẳng về phía lâm nhất, lạnh giọng quát buông sư muội ta ra. So thân pháp trên không trung. Lâm nhất liếc nhìn hắn ta, không quan tâm lắm, chỉ lặng lẽ thi triển đằng vân quyết. Đằng vân giá vụ, dĩ thân truy nhật. Trong ánh sáng rực rỡ, lâm nhất giẫm nhẹ mũi chân, tạo thành sóng gợn trên không trung như mặt nước. Rõ ràng hắn đang ở trên không trung nhưng lại như đang giẫm trên mặt đất, sóng gợn lặng lẽ tản ra như mây trắng trên trời. Vèo, vèo, vèo. Lâm nhất giẫm ba lần trên không trung, mỗi lần đều biến mất như dịch chuyển tức thời viêm long tử bắt hụt nhiều lần như một chú hề, đến khi kiệt sức, hắn ta đành phải đáp xuống mặt nước. Hắn ta chờ mắt nhìn Lâm Nhất bay lên đài thang long với vẻ mặt xanh mét như một vùng thảo nguyên bất tận. Người thắng. Lâm Nhất nhìn về phía Vũ Hạo Thiên, bình tĩnh nói. Thả nàng ta xuống, trận đấu này vẫn chưa kết thúc. Nhưng Vũ Hạo Thiên lại hùng hổ đe dọa, trong mắt bừng lên ánh sáng lạnh lẽo, không hề có ý định tha cho Nguyệt Vi Vi âm um. trong lúc nói chuyện uy áp đáng sợ từ bá quyền lại phóng thích trong thiên địa như có nghìn quân vạn mã kéo tới cuồng phong giết gào phong vân đổi sắc sắc mặt nguyệt vi vi yếu ớt gió thổi mở mắt không ra đôi mắt nàng ta nhắm lại như vầng trăng khuyết nằm trong lòng lâm nhất ngửa đầu lên nhìn như một chú mèo con trên mặt lộ ra ý cười dịu dàng ít thấy nàng ta chợt nhớ lại hai năm trước ở thanh dương giới cũng chính thiếu niên này đã không màng sinh tử ôm nàng ta vào lòng. Có chút giống, có chút khác. Năm đó Lâm Nhất bế nàng ta xoay người bỏ chạy, không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ mong có thể đưa nàng ta chạy thoát. Nhưng lúc này trong mắt Lâm Nhất không hề có vẻ sợ hãi, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của thiếu niên là vẻ lạnh lùng sắc bén, thong dong tự nhiên. Người đã thắng. Trong mắt Lâm Nhất đầy sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng hắn vừa dứt lời kiếm ý vô tận biến thành một con thương long dài trăm trược khổng lồ như núi gầm gừ với uy áp được phóng thích ra từ bá quyền leng keng trong tiếng kiếm gieo vang dội nghìn quân vạn mã được biến ra từ uy áp bá quyền bị chặn lại nửa bước khó tiến xoạt xung quanh hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh tượng này thực sự không ngờ lâm nhất lại chống đối vũ hạo thiên vì nguyệt vi vi Khí thế của hai người đều mạnh một cách đáng sợ, như thể họ sẽ ra tay đánh nhau trong giây tiếp theo. Cảnh tượng đó thực sự không dám tưởng tượng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cực kỳ hồi hộp. Phú Hạo Thiên, người đã thắng. Rất nhiều trọng tài của Thánh Minh đều cau mày, một lát sau trọng tài chính đột nhiên lên tiếng. Nhưng theo quy tắc, nàng ta chưa nhận thua, chưa ra khỏi hồ Cửu Long thì không được tính là nhận thua mặt phú hạo thiên không có chút cảm xúc nào hắn ta cũng không muốn nhượng bộ trọng tài chính của thánh minh lạnh lùng lên tiếng quốc có quốc pháp gia có gia quy nhưng quy tắc của thế giới này luôn thay đổi tùy theo từng người giống như lúc trước ngươi làm trái quy tắc ta không thể ra tay giết ngươi vậy công tử Táng hoa lâm nhất cũng có tư cách này lời này không sai quy tắc vốn được quyết định bởi kẻ mạnh con đường võ đạo mạnh thắng yếu thua Mọi người cứ tiến về phía trước, chỉ cần hai chữ tự do. Nếu ngươi đủ bản lĩnh để làm mọi người tin tưởng và nghe theo, dù ngươi làm trái quy tắc thì cũng không ai cảm thấy có vấn đề. Đây vốn là sự tôn trọng mà kẻ mạnh nên có. Nhưng lời trọng tài chính nói vẫn giấy lên làn sóng dữ dội, khiến người ta vô cùng khiếp sợ, không phải vì quy tắc, mà là không ngờ theo ông ta Lâm nhất lại có thể so sánh với Vũ Hạo Thiên. Vũ Hạo Thiên giận quá hóa cười, lạnh lùng chừng mắt nhìn lâm nhất, mỉa mai, thánh minh ở cổ vực Nam Hoa thật bảo thủ, càng sống càng lạc hậu, loại vô dụng này mà cũng có thể đánh đồng với ta. Được, ta sẽ không truy cứu việc này, đợi sau khi đại chiến thập cường kết thúc, ta sẽ hỏi các ông xem có bị vả mặt đau không, Vũ Hạo Thiên ta đây luôn lấy lý phục người. Cảm ơn tiền bối. Lâm nhất không tiện thi lễ, chỉ có thể hơi cúi người với trọng tài chính. Cảm ơn thì không cần, lão phu có giữ được thể diện hay không phải dựa vào ngươi đấy." Trọng tài chính của Thánh Minh hơi bất đắc dĩ, cười khổ đáp, nhưng trong lời nói rõ ràng không được tự tin lắm. Ông ta không ngờ Vũ Hạo Thiên lại kiêu ngạo thẳng thừng bác bẻ mình, nếu tiểu bối này đã quyết tâm thì ông ta cũng không còn cách nào khác. Vị trọng tài này cảm thấy Lâm Nhất có thể so sánh với Vũ Hạo Thiên, ông ta đánh giá tiềm năng cao hơn, thắng thua trước mắt còn quá mơ hồ ta sẽ cố gắng hết sức. Lâm Nhất cười đáp, trong bình tĩnh ẩn chứa sự thong dong, hắn đưa Nguyệt Vi Vi về chỗ ngồi của thiên yêu các. Hắn vừa định đi, Nguyệt Vi Vi giữ hắn lại, tỏ ra đáng yêu nhìn hắn, Lâm ca ca, huynh đừng đi, ngồi đây với ta một lát đi. Yêu tinh này, Lâm Nhất không quay lưng lại, hắn biết chỉ cần quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của yêu tinh này, hắn nhất định sẽ không thể từ chối đối diện với khuôn mặt đẹp việt trần ấy ở một khoảng cách gần như vậy rất ít người có thể chịu được ngươi ngồi đi các chủ thiên yêu các sầm mặt lại lên tiếng mời lâm nhất cười bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống nhưng viêm long tử sắp bị lãng quên trên hồ cửu long ở phía xa lại ngồi không yên vừa rồi lâm nhất và vũ hạo thiên rằng co mọi người phớt lờ vốn đã làm hắn ta xấu hổ bây giờ nhìn thấy lâm nhất ngồi trên hàng ghế thiên yêu các còn trùng hợp ngồi bên cạnh Nguyệt Phi Phi, sao hắn ta có thể nhịn được? Viêm Long Tử, người đừng trở về, trận đấu tiếp theo vừa khéo đến lượt ngươi ra sân. Trọng tài nhìn về phía hắn ta, bảo. Đối thủ là ai? Viêm Long Tử rất không tình nguyện hỏi. Phương Hàn Lạc. Viêm Long Tử đấu với Phương Hàn Lạc. Bất luận là triệu vô cực đấu với Khương Tử Diệp hay Nguyệt Phi Vi, Vi đấu với Vũ Hạo Thiên, mặc dù cả hai trận đấu này đều có tam tiểu vương ra sân. Nhưng quá trình đấu không được chấn động cho lắm, Khương Tử Diệp thua quá thê thảm, khí thế yếu đi rất nhiều, không làm mọi người kinh ngạc khi đấu với Vũ Hạo Thiên. Còn người sau, Lâm Nhất đối đầu với Vũ Hạo Thiên lại có vẻ giọng khách lấn át giọng chủ, cướp mất sự chú ý của kha khá người. Trong đó còn có khúc nhạc đệm diêm long tử, cho hay thì nhiều, nhưng trận đấu đặc sắc chân chính lại chưa xuất hiện lần nào. Trận đấu này có vẻ hơi khác biệt. Tuy thần thoại không quá 10 chiêu của phương Hàn Lạc đã bị phá, nhưng hắn ta là một kỳ nhân và thua quá nhiều nên hắn ta không còn đặt nặng vấn đề thắng thua. Thua không chỉ không thể đả kích hắn ta, thậm chí còn có thể giúp thực lực hắn ta mạnh lên, hắn ta đã mang lại cho mọi người quá nhiều bất ngờ. Sau khi thua Lâm Nhất, hắn ta sẽ chỉ càng mạnh hơn. Còn Viêm Long Tử tuy ra sân được một lần, nhưng sau khi các chủ thiên yêu các nhúng tay vào hắn ta chỉ đi ngang qua sân khấu bị nguyệt phi vi, vi đùa bỡn một phen thực lực thật sự của hắn ta vẫn chưa bại lộ điều quan trọng nhất là mọi người đều có thể cảm nhận được lửa giận kìm nén trong lòng viêm long tử ai làm đối thủ của hắn ta đều khá xui xẻo hai người đấu với nhau có thể nói là rất đáng xem lâm nhất ngồi trên hàng ghế thiên yêu các các thành viên thiên yêu các ở xung quanh rất tự tin rằng viêm long tử sẽ thắng. Nhìn hai người trên đài thăng long, trong mắt lâm nhất có tia sáng lóe qua như đang suy tư. Hắn có thể khẳng định 100% phương hàn là còn có át chủ bài, viêm long tử mạnh là sự thật, nhưng trận đấu này chưa thể đoán trước thắng thua. Trên đài thăng long, viêm long tử nhìn phương hàn là còn nét ngây thơ, cười ác độc tiểu tử, nếu người muốn tiếp tục thi đấu, ta khuyên ngươi nên nhận thua bây giờ. Ta đang rất khó chịu, một khi ra tay, ta sợ mình sẽ không kiểm soát được. Ta có thể cảm giác được, nếu ta là ngươi thì chắc bây giờ cũng rất khó chịu. Phương Hàn Lạc khá ngay thẳng, hắn ta cười hì hì để lộ hàm răng trắng, trả lời. Nhưng viêm Long tử nghe lời này lại cảm thấy cực kỳ chói tai, ngọn lửa giận sâu trong lòng hắn ta bùng cháy, hắn ta sầm mặt lại, quát ra tay đi, nếu ta không đánh cho ngươi tàn phế, trận đấu này coi như ta thua. Vậy thì cần phải xem bản lĩnh của ngươi ra sao. Phương Hàn lạc lạnh mặt không nhiều lời nữa, tử băng chiến thể lặng lẽ điều động, đồng thời chậm rãi thôi phát ý chí hàn băng. Ý lạnh trong mắt hắn ta phát tán ra ngoài, trên trời bắt đầu có bông tuyết rơi, ánh mắt tử ngọc chín trượng bao trùm quanh người hắn ta. Viêm Long Quyền Vẻ khinh thường thoáng qua trong mắt Viêm Long Tử, Hắn ta không dùng tới tuyệt chiêu để đối địch, nhưng dù vậy một quyền này vẫn khá đáng sợ. Long ảnh ngưng tụ từ hỏa diễm tập trung trong quyền mang, không khí bị đốt cháy và sôi lên như nước biển, bông tuyết rơi xuống chạm vào liền tan chảy, trên đài thang long sương ngủ mờ mịt. Bùm! Một quyền thẳng tiến này lập tức phá vỡ ánh sáng từ ngọc chín trượng quanh người phương hàn lạc, từng tia sáng lạnh vỡ vụn chiếu ra ngoài, hóa thành cơn lốc vô cùng lạnh lẽo. Sương Hàn tinh bảo. Phương Hàn Lạc siết chặt năm ngón tay ngưng tụ ánh sáng bất tận, quyền mang đánh ra như sao trời. Rắc rắc rắc. Quyền mang hỏa diễm mạnh mẽ của Viêm Long tử bị khí lạnh đóng băng, long ảnh hỏa diễm đang gào thét trong quyền mang lập tức ảm đạm đi. Cùng lúc đó, khí lạnh ùn ùn kéo tới, liên tục đánh vào mọi vị trí trên người Viêm Long tử. Nhưng khí lạnh thoạt nhìn có vẻ cuồng bạo này dường như có thể đóng băng Viêm Long tử ngay trong giây tiếp theo nhưng quyền mang của hắn ta đột nhiên nổ tung hắn ta xòe tay ra một ngọn lửa chân nguyên màu vàng hừng hực lan ra từ lòng bàn tay ý chí hàn băng rất nhanh đã bị bước lui chiêu thức thay đổi khiến phương hàn lạc trở tay không kịp bị đánh bay ra xa viêm long tử được thế bèn cười khẩy trưởng mang đuổi theo không bỏ như thiên thạch vũ trụ phương hàn lạc không dám coi thường chiêu thức biến quyền thành trưởng này người hắn ta chợt run lên thôi phát tử băng chiến thể đến cực hạn. Thỉnh thoảng có dư chấn hỏa diễm bắn vào người Phương Hàn Lạc như dung nham vỡ vụn, phát ra tiếng vang cực kỳ nặng nề. Boom! Đến khi một trưởng này hoàn toàn đánh vào người Phương Hàn Lạc, phát ra tiếng nổ rung trời. Nhưng Phương Hàn Lạc hạ xuống không hề bị thương chút nào, bước đi biến ảo của hắn ta phá tan phần lớn uy lực của chiêu này, trưởng mang còn lại thì có thể nhẹ nhàng đỡ bằng tử băng chiến thể viêm long tử nhe răng cười, không đợi đối phương phản ứng đã lao tới trước mặt phương hàn lạc. Dầm dầm. Trong chớp mắt, hai người đã đấu hơn 10 chiêu, thế công của viêm long tử điên cuồng một cách đáng sợ. Mỗi chiêu thức đều ẩn chứa chân nguyên hỏa diễm thâm hậu, phát tán ra ngoài như dung nham nóng rực, ý chí hỏa diễm của hắn ta còn biến ra hỏa diễm sơn cao gần mấy trăm trượng. Khí nóng cuồng bạo kia khiến người ta nổi da gà, thường thì có lẽ một chiêu sẽ bị đốt thành cho tàn. Lại 10 chiêu trôi qua, Phương Hàn Lạc bị đánh bay ra ngoài, sau khi ngã xuống đất sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng nhờ tử băng chiến thể nên vẫn chưa bị thương. Phương Hàn Lạc hoàn toàn ngăn cản được thế công của viêm long tử khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Người nghĩ thủ đoạn còn con ấy có thể giấu được ta à? Đó chỉ là bàng môn tà đạo thôi, ở trước mặt sức mạnh chân chính đều là hư ảo viêm long tử lạnh lùng cười nhạo với mắt nhìn của tam tiểu vương thì đã phát hiện thân pháp của phương hàn lạc kỳ quái từ lâu nhưng hắn ta không để vào mắt bản thân hắn ta có cách đối phó nhưng rõ ràng là ngươi không thể làm ta bị thương thật sự phương hàn lạc cười nhếch mép rồi bay lên bắt đầu chuyển động giữa không trung như du long hắn ta giơ tay lên tung một quyền về phía viêm long tử đó chính là sát chiêu hắn ta đã dùng khi đấu với lâm nhất thiên hàn điện liệt vẻ điên cuồng hiện lên trên khuôn mặt non nớt hắn ta nâng tu vi lên đến cực hạn toàn thân tỏa ra ánh sáng lạnh trên bầu trời mây trắng bất tận như bị đóng băng tuyết rơi mù trời hắn ta liên tục tung ra hai quyền rác 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 quyền mang lấp lóe mặt đất bắn ra hàn ý minh mông như sóng lớn nhưng trận pháp đã được gia cố không bị nứt ra như lần trước nữa Ý chí hỏa diễm của viêm long tử không bá đạo bằng kiếm uy thương long của lâm nhất, không thể phá vỡ mây trắng bị đóng băng trên trời, ứng phó được một lát đã quần áo rách dưới, chẳng mấy chốc hắn ta đã bị quyền mang đánh chúng rất nhiều chỗ. Chưa chịu dừng à? Viêm long tử bực bội, sâu trong mắt hắn ta đột nhiên phát ra tia sáng huyết sắc, khí lực toàn thân lặng lẽ vận chuyển. Dầm dầm, khí lực chảy trong cơ thể như dòng sông chảy xiết, sôi trào mãnh liệt, nhưng con sông này lại được tạo thành từ dung nham màu vàng điên cuồng tăng vọt khi khí lực tích tụ trong nháy mắt đã đạt tới mấy chục đỉnh nhưng vẫn chưa dừng lại luồng khí lực này còn đang tiếp tục tăng lên điều đáng sợ hơn là khi sức mạnh đáng sợ này tích tụ người ngoài hoàn toàn không cảm nhận được một chút dao động nào đây là sự khác biệt giữa sức mạnh thuần túy và chân nguyên nếu chân nguyên tích tụ cuồng bạo như vậy thì đã bị phát hiện từ lâu trên chỗ ngồi của thiên yêu các, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt lâm nhất, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Không ổn, viêm long tử đang cài bẫy. Phương Hàn Lạc trên không trung nhìn thấy viêm long tử tiến thoái lưỡng nan trong sát chiêu của mình, còn bị chúng vài tia quyền mang, trong mắt hắn ta lập tức thoáng qua vẻ phấn khích. Đúng lúc này, hắn ta định mở rộng ưu thế, lấy ý chí hàn băng áp chế ý chí hỏa diễm của đối phương, không ngừng thu nhỏ không gian hành động của đối phương Tuyết mạn sơn hà Phương Hàn lạc hét lớn một tiếng Chân nguyên minh mông điên cuồng sao động Cơ thể như hàn ngọc phát ra hào quang lấp lánh Giờ phút này tử băng chiến thể được hắn ta thôi phát đến cực hạn Quyền mang cuốn theo vô số bông tuyết đánh tới với khí thế càn quét núi sông Tốc độ của một quyền này quá nhanh Nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường chớp mắt đã tới trước mặt viêm long tử Bùm! Nhưng Phương Hàn Lạc lập tức bị đánh văng ngược lại với tốc độ nhanh hơn nữa, sau đó bên tai mọi người mới vang lên tiếng nổ như sấm. Phụt! Sóng âm kinh khủng làm cho kết giới trên đài Thăng Long xuất hiện vô số vết rách. Trên khán đài cách Hồ Cửu Long khá gần, rất nhiều võ giả hộc máu ngay tại chỗ, bị ù tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Trên đài Thăng Long, thân trên trần trụi của viêm long tử lộ ra cơ bắp cực lớn vô cùng dữ tợn thân trên của hắn ta cường tráng như thú dữ, phồng to lên một vòng lớn, làn da như được rát một lớp sơn vàng trói mắt. Sức mạnh bách đỉnh Từ sức mạnh bách đỉnh của huyết mạch viêm long trợ giúp, ôm cây đợi thỏ cho đến khi Phương Hàn Lạc chủ động tới gần, khi hắn ta bùng nổ không khác gì núi lửa nghìn năm phun trào. Dầm dâm Dư âm khiến đài thăng long nghiêng trái ngả phải, rung lắc lên xuống như bàn rượu, nghe rợn cả người mọi người hết sức kinh hãi, đây là dị tượng xảy ra do khí lực thuần túy, khủng khiếp hơn các loại hư ảnh do chân nguyên biến ra nhiều. Vẫn chưa xong. Trên đài thăng long rung lắc, khí lực trong cơ thể viêm long tử lại lần nữa tăng vọt. Hắn ta dẫm mạnh lên mặt đất, lao đi như dịch chuyển tức thời, đuổi theo phương hàn lạc vừa bị đánh bay ra xa, nhấc một tay hắn ta lên rồi ném mạnh xuống đất. Bùm! một chiêu không hề màu mè tạo thành những hố to trên mặt đất vô số đá vụn bay tán loạn ta đã nói rồi ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối tất cả mọi thứ đều là hư ảo viêm long từ chậm rãi hạ xuống nở một nụ cười dữ tợn khuôn mặt kia mang lại cho người ta cảm giác đáng sợ như dã thú quá bạo lực quá hung ác chẳng khác nào yêu thú dã man không nói đạo lý áp chế bằng sức mạnh thuần túy không cần biết người có quyền pháp hay ý chí hàn băng gì, không cần biết thân pháp kỳ quặc phá lực của người gì kia, cứ tới là đánh. mặt đất được thánh minh gia cố xuất hiện những cái hố thật to, có thể tưởng tượng rốt cuộc chiêu này đáng sợ đến mức nào. chết rồi ư? cảnh tượng này gây chấn động cực lớn, mọi người đều rất lo lắng cho sinh tử của phương Hàn lạc. dù sao thì trước khi bị đập, tử băng chiến thể trên người hắn ta cũng đã vỡ nát. Rất có thể hắn ta đã trở thành một đống thịt như. Mộng đoạn thương tâm kiều, kinh hồng đến theo ảnh. Nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện kiếm ý vô cùng mạnh, kiếm ý kia phóng thẳng lên trời, xuyên thủng hư không, vô số ánh sáng đom đóm bay lên từ dưới hố. Keng, keng, keng. Trên khán đài rộng lớn, bội kiếm của rất nhiều võ giả lần lượt chui ra khỏi vỏ dưới luồng kiếm ý ngập trời này. Trong lúc nhất thời, Hàng vạn thanh kiếm rung lên giữa không trung. Bán bộ thông linh. Rất nhiều trưởng lão thánh minh khẽ biến sắc, kinh ngạc thốt lên, đây là kiếm ý bán bộ thông linh. Giữa trời và đất, bỗng hàng vạn kiếm quang không ngừng bay loạn trên hồ Cửu Long, đó là những bội kiếm trong tay của rất nhiều kiếm khách trên khán đài. Dưới sự dẫn dắt của kiếm ý này, tất cả đều bay trong sự mất kiểm soát. Bên cạnh lâm nhất có khá nhiều đệ tử Thiên Yên Các chỉ vừa sơ ý đã trơ mắt nhìn bội kiếm của mình hóa thành ánh sáng bay đi mất, ai ai cũng kinh ngạc không thôi. Bán bộ thông linh Đây chắc chắn là kiếm ý bán bộ thông linh, bỗng có rất nhiều ánh sáng đom đóm chậm chậm bay lên từ hố to giữa đài thăng long, điều này càng là minh chứng tốt nhất. Quả nhiên Vẻ mặt lâm nhất vẫn bình tĩnh, không cảm thấy ngoài dự tính là bao, đã phát hiện ra từ lúc hắn ta giao đấu với ô tiếu thiên, Kiếm ý này rất có thể không khác mấy cảnh giới của Lâm Nhất hồi ở thú triều ngàn năm lần trước, sau khi hắn đến thành mộ kiếm và lĩnh hội được bá trảm thiên hạ, đã sớm không còn ở cảnh giới này nữa. Luyện kiếm, luyện tâm rồi luyện khẩu khí, Phương Hàn Lạc đang dừng lại ở giai đoạn thứ nhất, muốn chân chính để nắm giữ kiếm ý thông linh thì còn rất xa. Còn về Lâm Nhất của hiện tại, càng không thể nào so được, hắn không chỉ nắm giữ kiếm ý thông linh hoàn chỉnh mà còn đạt đến cảnh giới tiểu thành đỉnh phong. Kiếm ý có thể trường tồn ba ngày bất diệt, lại còn có thể chém vỡ hư vô, chôn vùi sự sống. Mộng đoạn thương tâm kiều, kinh hồng đến theo ảnh. Điều mà lúc này làm Lâm Nhất cảm thấy hứng thú là người này dường như cũng sẽ dùng vô hạ, đó không phải là lá bài tẩy mạnh nhất của Nam Cung Vãn Ngọc sao. Dù vậy, toàn bộ hội trường vẫn kinh ngạc không thôi, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nỗi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Bán bộ thông linh Phương Hàn Lạc vẫn còn cất giấu kiếm ý bán bộ thông linh, chuyện này cũng có hơi đáng sợ đấy, thực sự làm người khác không thể nào đoán ra được. Viêm Long Tử đang đứng cạnh hố to trên đài thăng long chợt khẽ biến sắc, ánh mắt lóe lên rồi vội vàng bay lùi về sau. Oanh! Dư ánh sáng lờ mờ như đàn đom đóm, Phương Hàn Lạc bay vọt lên trời, hắn ta vung tay xuất chiêu giữa hồ cửu long bỗng xuất hiện hàng ngàn thanh kiếm vụt bay loạn xạ chiêu hàn quang lăng liệt này chính là hóa ánh sáng thành mũi kiếm vô cùng bén nhọn là phi tuyết có người đã lập tức nhận ra được kiếm này chính là bội kiếm đã được nam cung vãn ngọc sử dụng phi tuyết phương hàn là cầm lấy chuôi kiếm trên luyện thể vết thương trồng chất toát ra khí tức lạnh lẽo âm u sau khi gia tăng kiếm ý bán bộ thông linh thì khí thế của hắn ta đã điên cuồng tăng vọt đến đáng sợ, kiếm thế cả người hoàn mỹ vô khuyết, hàng vạn hàng nghìn con đom đóm bao quanh hắn ta chẳng khác gì một khối mỹ ngọc côn luân. Kiếm này là vô hạ, một vô hạ hoàn mỹ. Ánh mắt Phương Hàn Lạc nhìn chăm chú vào Viêm Long tử đang không ngừng bay lùi về sau, thân kiếm kia điên cuồng ngưng tụ một luồng khí tức kình thiên hám địa kinh khủng không thôi. Lúc biển mây mênh mông, trên bầu trời không ngừng cuộn trào, kiếm quang lạnh lẽo liên tục quy tụ rồng bơi vào, tựa như kiếm ý đang diễn hóa từng mảng cuồn cuộn. Hàn ý kinh người làm cho tất cả mọi người đều khó tránh phải dùng cả mình. Vô Hà, Với sự gia tăng của kiếm ý bán bộ thông linh, chiêu kiếm đâm đến kèm theo ánh sáng vụt lóe. Bỗng có tiếng vang lớn, tầng mây che khuất bầu trời ầm ầm nổ tung, một chiêu kiếm tựa như xé nát vạn vật kinh diễm nhất thế gian, vô hạ tỏa ra một loại ánh sáng trói lọi với vẻ kiêu ngạo hoàn hảo khi ánh sáng của vô hạ chiếu xuống giữa đất trời này ngay cả hạt bụi cũng trở nên lấp lánh rực rỡ như hoa thật sự quá đẹp rồi chiêu kiếm vô hạ này mạnh hơn của nam cung vãn ngọc rất nhiều có lẽ đây mới thật sự là vô hạ viêm long tử vừa đứng vững thì lại đến một chiêu tựa như kinh hồng chiếu ảnh nhưng có vẻ trình độ lại cao hơn tự tìm cái chết viêm long tử không ngừng điên cuồng lùi lại trong hai mắt thoáng qua vẻ tàn ác không thôi hắn ta không còn muốn cất giấu gì nữa bèn gầm lên viêm long kim thân quyết bất diệt vốn dĩ viêm long tử là một yêu thú có luyện thể cường tráng lúc này khí lực không ngừng kích động huyết dịch ùn ụp sôi trào cơ bắp cả người bỗng căng cứng bóng loáng tựa kim loại nhấp nhô như đồi núi keng lúc chiêu kiếm vô hạ đâm vào ngực viêm long tử liền phát ra một tiếng vang lớn, giống như đâm chúng vào một cái chuông cổ ngàn năm, tiếng vang nặng trĩu mà liên hồi. Âm âm. Khoảnh khắc hai người giao thủ trên đài thăng long làm kiếm mang nổ tung, kim quang ngập trời, từng tia lửa tuông ra không ngừng, khiến người khác phải xem đến hoa cả mắt. Hay cho kiếm ý thông linh, ta đã biết ngươi là ai rồi, bác tuyết sơn trang che giấu cũng thật tài tình. Nhưng ta đã nói từ sớm, khi đối mặt với thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là hư ảo, dù là kiếm ý thông linh thì sao, có thể đâm thủng kim thân viêm long của ta chắc. Khắp người viêm long tử sáng trói kim quang, hắn ta vỏn vẹn chỉ bị bước lui tầm 10 bước, liếc nhìn phương hàn lạc với vẻ mặt đầy diễu cợt, không ngừng buông lời chế nhạo. Sương hàn tinh bảo, đáy mắt phương hàn lạc bỗng lộ vẻ kinh ngạc, hắn ta lập tức thay đổi chiêu thức, đổi quyền pháp trước đó thành kiếm phi tuyết. Keng, keng, keng trong lúc nhất thời kiếm quang bén nhọn quấn lấy quanh thân viêm long tử liên tiếp chém đến vắng tung tóe đóm lửa tiếng kim loại va chạm không ngừng văng vẳng bên tai tuyết mạn sơn hà phương hàn lạc vẫn chưa từ bỏ cắn răng thúc giục kiếm ý bán bộ thông linh đến cực hạn kiếm quang trói mắt gần như đã quét lên khắp từng ngóc ngách trên người viêm long tử nhưng viêm long tử vẫn không hề hấn gì hắn ta giống như một bức tượng được nung từ kim loại của thần khắp cả người không có một sơ hở nào để người khác có thể tấn công. Kết thúc được rồi. Ánh mắt viêm long tử chợt lóe, khóe môi nhếch lên, trầm giọng quát lớn, viêm long kim thân quyết, bất diệt toái tâm ấn. Luyện thể của hắn ta chợt phát sáng ánh kim loại, bỗng dưng hai tay biến đổi kết ấn, hung hăng đánh ra một long ảnh màu vàng rực rỡ. Đùng! Toái tâm ấn biến thành ngọn lửa màu vàng, rồi hóa thành một nắm đấm hình long chảo, xuyên thủng hư không lao thẳng về phía mũi kiếm của phi tuyết. Khủ khủ khủ. Thân kiếm nháy mắt gãy thành nhiều mảnh, phương hàn lạc bị đánh văng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi rồi bất tỉnh nhân sự. Trận này viêm long tử chiến thắng. Giọng nói trọng tài vang lên như làm mọi người thức tỉnh khỏi giấc mộng, tất cả đều nhìn viêm long tử với cặp mắt khó tin. Không ai ngờ, chiêu Kiếm Vô Hạ được tăng cường kiếm ý bán bộ thông linh ngay cả làm Viêm Long tử bị thương dù chỉ một chút cũng không thể. Luyện thể của hắn ta có phải mạnh đến quá lố rồi không? Tuy sớm đã có lời đồn luyện thể của hắn ta có 102 ở Nam vực, nhưng vẫn có người chưa chịu tin lắm. Trong Tam tiểu vương, bất kể là Triệu Vô Cực, Viêm Long tử hay là Vũ Hạo Thiên, một khi bọn hắn đã dùng đến bài tẩy thì không dễ đụng vào. Mạnh quá luyện thể này thật sự quá kinh khủng. Trừ khi phải có tu vi ngang hắn ta dùng cứng đối cứng, thẳng tay làm hắn ta bị thương, nếu không thì rất khó tưởng tượng nỗi ai mới có thể đả thương được hắn ta. Chắc Phú Hạo Thiên có thể, không bàn đến bá quyền hay tử nguyệt tâm kinh đã được hắn ta tu luyện đến cảnh giới tối cao, mà tu vi ngang hàng cũng có thể làm được. Triệu vô cực chắc cũng thế, ý cảnh lôi vân dung hợp hoàn mỹ, một khi vòng xoáy lôi vân bùng nổ uy năng, hẳn cũng sẽ có cơ hội. Còn về kiếm khách, có lẽ chỉ có kiếm ý thông linh chân chính mới có thể làm được. Mọi người ngồi trên khán đài thở dài, bán bộ thông linh và kiếm ý thông linh hoàn chỉnh cũng chỉ cách có nửa bước, nhưng lại là một trời một vực. Trước thiên phách mà muốn tinh thông được kiếm ý thông linh thì khắp huyền hoàng giới này làm gì có ai làm được, cho dù có thêm 3.000 năm nữa cũng chưa chắc có yêu nghiệt nào được như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, cũng có kiếm khách thiên phách hiện nay tinh thông kiếm ý thông linh, nhưng bọn họ đều đã trăm tuổi. Mong đợi ở quần Long Thịnh Yến xuất hiện kiếm ý thông linh cơ bản là không thể. veo Giữa lúc mọi người vẫn còn trong cơn khiếp sợ, bỗng có hai bóng người lao lên đài thăng long, là trang chủ của Bắc Tuyết Sơn Trang và Nam Cung Vãn Ngọc, hai người sốt ruột kiểm tra vết thương của Phương Hàn Lạc. Hắn ta là Mục Hàn sao? sau khi viêm long tử chiếm đoạt hết khí huyền hoàng của đối thủ, cười híp mắt nói, từ lâu đã nghe Bắc Tuyết Sơn Trang còn giấu một yêu nghiệt kiếm đạo, nuôi kiếm đã được 18 năm, có điều tiểu tử này cũng thật lợi hại. Tự dáng tu vi, muốn phá bỏ lối cũ để tìm ra con đường mới, nhưng đáng tiếc vẫn còn non nớt để đối mặt với ta lắm. Mục Hàn Tự dáng tu vi, phá quốc tìm mới Viêm Long Tử vừa nói xong thì mọi người ngạc nhiên không thôi giống như vừa choàng tỉnh sau cơn mê. Khó trách vì sao khi đối mặt với cửa tử thì hắn ta lại đột phá tu vi, thì ra là tự dáng tu vi, nói thế thì đã có thể hiểu rõ rồi. Nếu luôn đột phá được lúc sinh tử, sau khi đột phá tu vi lại gần như lập tức vững vàng còn chèn ép cả đối thủ cùng cảnh giới. Nếu không phải phá quốc tìm mới, và cả không có tài nguyên của Bắc Tuyết Sơn Trang chống đỡ, thì làm sao có thể làm được? Lúc sau, mọi người lại đánh một cái dùng mình, Bắc Tuyết Sơn Trang đi nước cờ này quả thật cao siêu. Nếu như có bất cứ sai lầm nào, xem như là đánh mất một hậu bối tông môn ưu tú nhất, nhưng có điều, bước đi này bọn họ đã đúng. Trước tình huống Nam Cung Vãn Ngọc thua cuộc, Bắc Tuyết Sơn Trang vẫn có một thanh kiếm leo vào được 10 vị trí đầu. Chỉ đáng tiếc là gặp phải viêm long tử, người có luyện thể kinh khủng một không hai nam vực, hắn ta đã dồn sức tàn nhẫn mà hủy đi thanh kiếm này kiếm khách cũng chỉ có vậy, bán bộ thông linh thì làm được gì ta chứ? Viêm Long tử bật cười đắc ý, bay vụt lên trở về vị trí ngồi của thiên yên các. Hắn ta nhận ra lâm nhất đã đi từ lúc nào, đáy mắt không khỏi cười lạnh, tiểu tử này cũng biết thức thời lắm. Nhưng dù sao cũng chỉ là rác rưởi, kiếm khách gì chứ, trước mặt ta chẳng đáng nhắc tới. Đại chiến 10 người, người mạnh nhất cũng sẽ đụng mặt thôi, đến lúc đó sẽ cho hắn biết, hậu quả của việc dám bớn cờ ta đương nhiên là hắn ta nghĩ nhiều rồi, chẳng qua Lâm Nhất chỉ không muốn gặp mặt hắn ta mà thôi. Trận chiến vừa kết thúc, Thánh Minh hạ lệnh 10 tuyển thủ mạnh nhất được nghỉ ngơi dưỡng sức trong một giờ. Vào lúc giữa trưa, khi mặt trời ở trên đỉnh đầu, quyết chiến cuối cùng của quần long tranh tài được tiếp tục tiến hành. Trận chiến đầu tiên vào buổi chiều là Vũ Hạo Thiên đối đầu với ô Tiếu Thiên. Tên của hai người đều có một chữ thiên, nhưng chữ thiên này và chữ thiên kia lại tranh lệch quá lớn, thậm chí ngay cả bá quyền mà Vũ Hạo Thiên cũng không sử dụng đến. Với tu vi dũng mảnh đã thẳng tay đánh bại ô tiếu thiên, không chờ cho hắn ta bất kỳ cơ hội nào. Chỉ sau 10 chiêu, Vũ Hạo Thiên đã chiến thắng nhẹ nhàng. Kế tiếp là Trúc Thanh Sơn ra sân, đối thủ của hắn ta là Nguyệt Vi Vi, nhưng Nguyệt Vi Vi đã trực tiếp bỏ cuộc. Bá quyền của Vũ Hạo Thiên đã âm mưu chờ đợi từ lâu, không có chút nương tay nào, hắn ta sẽ xuất ra bất cứ lúc nào khi Nguyệt Vi Vi bị thương nặng. May thay nàng ta vốn không có hứng thú với 10 vị trí đầu, dù có thua tất cả thì cũng không thèm để ý. Ngay sau đó là Khương Tử Diệp đối đầu với Phương Hàn Lạc. Hai người đều để thua hai trận và cùng bị thương không nhẹ, nhất là Phương Hàn Lạc còn ngất đi tại chỗ, nếu không nhờ Thánh Minh hạ lệnh nghỉ dưỡng sức một giờ. Dù có bác Tuyết Sơn Trang làm chỗ dựa, cũng chưa chắc có thể đánh được thêm trận nào nữa. Trận đấu bắt đầu, ngoài dữ liệu của mọi người, Phương Hàn Lạc bị thương nặng vừa hồi phục lại dẫn đầu tấn công trước. Những sát chiêu xương hàn tinh bạo, tuyết mạn sơn hà, thiên hàn địa liệt đều được sử dụng đến, hắn ta liên tiếp điên cuồng không ngừng phát động tấn công. Khương Tử Diệp lại đóng vững đánh chắc, sau khi phòng thủ hơn 10 chiêu, khí thế của hắn ta đã nhanh chóng tuột dốc rõ ràng. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, hắn ta đã bị thương quá nặng, không nên kéo dài trận đấu mà phải nhanh chóng giành chiến thắng. Đáng tiếc, kể từ khi Khương Tử Diệp thua dưới tay Vũ Hạo Thiên thì trạng thái tiêu cực của nàng ta đã dần dần điều chỉnh lại, không để cho hắn ta bao nhiêu cơ hội. Khương Tử Diệp có hơi kiêng rẻ kiếm ý bán bộ thông linh, từ đầu đến cuối chỉ ngấm ngầm chờ ưu thế chứ chưa tung sát chiêu nào. Có thể thấy mãi mà đối phương vẫn chưa dùng đến, hẳn vì đã bị thương quá nặng nên bất khả thi, nàng ta thừa thắng xông lên dùng Thiên Hoang Phá Vân chỉ giành lấy chiến thắng. Trận đấu vừa hạ màn, thế cục của đại chiến 10 người mạnh nhất đang rối loạn, thì giờ đây đã dần dần rõ hơn trong mắt mọi người. Tam tiểu vương lần lượt nhận khiêu chiến đều thắng đậm, nếu bọn họ muốn thua, cách duy nhất để phân định thắng thua là đấu với nhau. Vị trí của cả ba rất khó bị lung lay. Những người đáng trông mong còn lại chính là Lâm Nhất, Trúc Thanh Sơn và Khương Tử Diệp, ai sẽ là người đạt được vị trí thứ tư đây? Lại thêm một trận mới, Lâm Nhất ra sân, bất ngờ đối thủ lần này của hắn lại là Bạch Lê Hiên. Dường như trọng tài biết được hai người này cùng xuất thân từ Đại Tần, thậm chí bọn họ còn là đồng môn, nên dồn sức nhấn mạnh mà giới thiệu. Hai mắt mọi người ngồi trên khán đài liền sáng lên. Nếu tính tới tính lui thì trong những kiếm khách mạnh ở quần Long thịnh yến, chỉ còn hai người chưa giao đấu với nhau là Bạch Lê Hiên và Lâm Nhất. Chỉ cần chiến thắng tay kiếm cuối cùng này, Lâm Nhất sẽ tiến vị trí danh hiệu kiếm khách mạnh nhất quần Long thịnh yến, mới tính là hoàn toàn xứng đáng. Trên đài thang long bao la, hai bóng người lần lượt tiếp đất. Bạch Lê Hiên cả người mặc y phục trắng, bên hông thì đeo bội kiếm dài tầm 4 thước, trên vỏ kiếm còn được điêu khắc hoa văn cổ kính đối diện với hắn ta là Lâm Nhất đang trong một bộ y phục màu xanh, phong thái độc lập, so với vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Lê Hiên thì sự sắc xảo không hề giảm, nhưng hơn hết là vẻ thong dong và bình tĩnh. Bạch Lê Hiên chậm rãi mở miệng nói, át chủ bài của ta ngươi đã quá rõ, muốn thắng được ngươi chắc hẳn không dễ dàng. Đối mặt với Lâm Nhất lần nữa, tâm trạng của hắn ta đã vững vàng hơn rất nhiều so với lúc rời khỏi đế quốc Đại Tân, cả hai đều còn một chặng đường dài phía trước, hắn ta cũng không muốn bị kết cục ám ảnh quá nhiều mối ân oán giữa hắn ta và lâm nhất đã xong đối phương không còn là bận lòng của hắn ta nữa tuy rằng phần thắng trận này rất mong manh nhưng hắn ta vẫn muốn dốc hết sức tranh đấu bản thân dù sao cũng là một kiếm khách hắn ta không cho phép mình chưa đánh đã hàng lâm nhất bình tĩnh nói không cần phải khiêm tốn ta muốn thắng ngươi cũng không dễ Tuy rằng đối phương lần lượt bại dưới tay triệu vô cực và Trúc Thanh Sơn, nhưng nếu nghiêm túc chiến đấu, Lâm Nhất vẫn tự hỏi nếu không dùng đến kiếm ý thông linh thì có thắng trận dễ dàng hay không. Lúc đối phương xuất ba chiêu kiếm khi giao thủ với triệu vô cực, Lâm Nhất lại có ấn tượng sâu sắc. Nhất là chiêu kiếm thứ hai, có thể trợ giúp mình bước tiến rất lớn trong quá trình hoàn chỉnh kiếm huy thương long. Vậy tiếp chiêu đi. Bạch Lê Hiên tuốt kiếm khỏi vỏ, dưới sự quán chú của thương long kiếm quyết, thân kiếm run lên dữ dội. Trong nháy mắt, toàn bộ đài thăng long chấn động rung chuyển theo kiếm âm. Tiếng sấm bắt đầu gầm thét không ngừng, khiến không gian trước mặt lâm nhất trở nên rối loạn, bóng của bạch lê hiên bắt đầu mờ mịt chồng lên nhau, mây mù và không khí cũng bị vặn vẹo trong dư chấn. Ánh mắt lâm nhất lóe sáng, có chút kinh ngạc, thân ở trong đó mới hiểu được chiêu kiếm này có bao nhiêu đáng sợ. Toàn bộ không gian trở nên xáo trộn, khắp nơi chỉ còn kiếm âm vù vù cùng tiếng sấm vang vọng không ngớt, hoàn toàn không thể tập trung vào hơi thở của đối phương được. Nếu không phải bởi ý chí lôi đình của Triệu Vô Cực quá mức mạnh mẽ thì muốn tiếp được một kiếm này e rằng không đơn giản như vậy. Kinh Lôi tứ khởi. Bạch Lê Hiên Điên cuồng gào lên, trường kiếm như rồng, trong không gian vặn vẹo và xáo trộn, một kiếm kia đâm về phía Lâm Nhất. Xoạt thoáng chốc, trong khoảng không gian đó, bóng dáng hắn ta cũng trở nên vặn vẹo, không ngừng bị kéo dài ra, hệt như một con thương long bị cuộn lại thành một sợi thừng, quấn lấy Lâm Nhất từ các phương hướng khác nhau, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Nói thật ra thì Lâm Nhất cũng không nhìn thấu, tuy nhiên, dù ý cảnh trong một kiếm này có loạn như thế nào thì đối phương cũng phải đâm tới. Chỉ cần xuất kiếm nhanh hơn đối phương thì không cần thiết phải nhìn thấu, người không động, tâm động là đủ đến rồi. Có tia sáng lạnh nở rộ trong mắt Lâm Nhất, sắc mặt hắn không thay đổi, tay phải siết chặt chuôi kiếm Táng Hoa, thân kiếm sáng bóng như là nước mùa thu ra khỏi vỏ với tốc độ tia chớp, tạo thành từng đợt gợn sóng trong không khí. Trước khi quá muộn, mũi kiếm Táng Hoa đã điểm vào mũi kiếm của đối phương một cách cực kỳ chuẩn xác. Hai mắt Lâm Nhất dường như đã nhìn thấu tất cả, khoảng không gian vặn vẹo và xáo trộn kia không hề ảnh hưởng một chút nào đến hắn. Âm. Um. mũi kiếm va vào nhau, lập tức có kiếm quang khủng bố nổ tung tóe, cắn nuốt toàn bộ dị tượng. Vô số đốm lửa tràn ngập kiếm ý của hai người hệt như pháo hoa mãi vẫn không tan. BOANG, 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 BOANG. Phút chốc, hai thanh kiếm đã giao đấu hơn 10 chiêu giữa không trung, kiếm quang giao nhau, hào quang bùng nổ. Kinh lôi phá nguyệt, có tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Bạch Lê Hiên, hắn ta lách người lui về sau, người ở giữa không chung, cổ tay mạnh mẽ run lên. Thân trường kiếm lập tức bộc phát lôi quang trói lọi, kiếm ý lôi đình được thúc dục đến mức tận cùng, kiếm quang phát ra lôi quang trói mắt hệt như thác nước trực tiếp phung qua. Xoẹt! Còn chưa kịp rơi xuống, thác nước kiếm quang đáng sợ kia đã bị chém thành hai nửa. Đó là một luồng kiếm quang được phụ trợ bởi kiếm huy thương long, giữa những tiếng giết gào, trong một khoảnh khắc chấp nhoáng, nó đã xé toạc một kiếm khủng bố kia. Và không ai thấy rõ luồng kiếm quang đó từ đâu đến. Sau khi chém vỡ một kiếm này, Lâm Nhất Giang hai tay ra, tà áo màu xanh bay phất phới, mái tóc dài bay loạn trong gió. Hắn lật tay đâm ra một kiếm, kiếm quang kinh người tựa như một con rồng lao thẳng đến, nhìn kỹ thì thấy rõ đó chỉ là một luồng kiếm quang, nhưng có những giây phút bất chợt, dường như nó đã biến thành bóng một con rồng oai phong đang đắm mình giữa ánh mặt trời chói trang như một ngọn lửa rực cháy. Kiếm uy thương long, chiêu dương như hỏa. Quá mạnh mẽ. Sắc mặt bạch lê hiên thoáng thay đổi, thúc giục thân pháp đến mức tận cùng, chân đạp hư không. Thế nhưng luồng kiếm quang đang bắn tung tóe kia lại ngày càng lớn mạnh, trước đó chỉ là nửa cái thân rồng, đến khi hắn ta đáp xuống, nó đã diễn hóa thành một con thương long nguyên vẹn phía sau thương long, lâm nhất lơ lửng giữa không chung, trên người hắn tỏa ra áp lực khủng bố và khó lường như một vị thần. Cơn giận của thương long Bất đắc dĩ, Bạch Lê Hiên đành phải thúc giục thương long kiếm quyết đến cực hạn. Kiếm của hắn ta phát ra lôi quang chói mắt, vòng trời xuất hiện kiếm uy mạnh mẽ tương tự, và nó cũng đang diễn hóa thành long ảnh. Một tiếng ầm vang vọng, hư ảnh tràn ngập khí tức thương long thượng cổ thoáng chốc đã ngưng kết dưới sự phụ trợ của kiếm ý lôi đình phong bạch lê hiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng đồng thời giống to vù vù tiếng gió rít gào mặt hồ sao động một con sóng thần cao trăm trượng hình thành được cơn cuồng phong kia phụ trợ chỉ trong một nhịp thở long ảnh vốn mở ảo đã trở nên vô cùng ngưng thực dầm hai luồng kiếm ý thương long hung hăng chém giết giữa không trung âm thanh leng keng đinh đương của kim loại va vào nhau liên tục vang lên cuối cùng bạch lê hiên cũng đã cản được một kiếm này nhưng kiếm của lâm nhất lại xuyên qua quang ảnh hỗn loại đâm thủng hư không nhanh chóng tiếp cận đối phương hắn và kiếm dường như hoàn toàn dung hợp hóa thành một ngọn gió gió đôi gió gào thét mà đến giống giận mà đi thoạt nhìn từ xa trông như một long ảnh vờn quanh Bạch Lê Hiên, lại như một luồng điện quang với muôn vàn kiểu biến hóa. Thịch, thịch, thịch. Bạch Lê Hiên nhíu mày, lao theo kiếm trong tay, từng luồng kiếm quang đâm ra nhanh như tia chớp, nhưng lần nào cũng rơi vào khoảng không. Giữa những tiếng rít gào, kiếm uy thương long đang vờn quanh bốn phía đã tích tụ đến tình trạng vô cùng khủng bố, rồi đột nhiên, nó khuếch tán. âm uhm, Ngay lập tức, kiếm ý vô biên diễn hóa thành long ảnh oai nghiêm, một vòng lại một vòng vần quanh Bạch Lê Hiên, vây chặt lấy hắn ta. Giữa không chung, Lâm Nhất hiện thân, hắn cầm trong tay kiếm táng hoa, tà áo xanh bay phấp phới trong gió, một đầu thương long khổng lồ mà giữ tợn xuất hiện ở vị trí phía trên vai trái hắn 10 mét. Xíu, yêu yêu. Ánh mắt Lâm Nhất và thương long đồng thời khóa chặt Bạch Lê Hiên. Tim Bạch Lê Hiên đập mạnh, không khống chế được phun ra một ngụm máu tươi kiếm huy thương long tựa như một ngọn Phật sơn cao lớn đổ ập về phía hắn ta, thoáng chốc đánh bay hắn ta. Người thắng. Sắc mặt Bạch Lê Hiên tái nhợt, hắn ta vẫn còn một sát chiêu chưa thi triển nhưng giờ đã không còn tâm tình tiếp tục cuộc chiến. Lâm Nhất có hơi kinh ngạc, bởi lẽ đối phương vẫn còn khả năng đánh tiếp. Đấu tiếp cũng chỉ tự dước lấy nhục mà thôi, kiếm huy thương long quả thực đáng sợ, bấy nhiêu đó là đủ rồi, không nên bại lộ quá nhiều, Bạch Lê Hiên tra kiếm vào vỏ, bình tĩnh nhận thua. Hắn ta có thương long kiếm quyết, đối phương có chiến thể thương long, đáng lý ra, hắn ta sẽ dễ dàng nắm giữ kiếm uy thương long hơn. Thế nhưng, không phải Bạch Lê Hiên không thử, chỉ tiếc là mãi cho đến bây giờ, hắn ta vẫn không cách nào dung hợp được, vì lẽ đó, mới buộc phải lùi một bước, thay thế bằng việc lĩnh ngộ kiếm ý lôi đình. Có chỗ dựa này, có lẽ Lâm Nhất sẽ có hy vọng đấu một trận với Tam Tiểu Vương. Dù sao, hắn ta vẫn có tình cảm với Lăng Tiêu Kiếm Các, từ tận đáy lòng, Bạch Lê Hiên hy vọng Lâm Nhất có thể tiến xa hơn. Lâm Nhất thầm hiểu rõ, đồng thời, càng thêm kính trọng đối phương. Sau khi cắn nuốt hết khí huyền hoàng của đối phương, lòng ảnh thuộc về Lâm Nhất càng phát ra kim quang sáng chói, bất kỳ lúc nào, kim long tứ chảo cũng có thể biến thành ngũ chảo trận chiến kết thúc, dưới đài vô cùng náo nhiệt. Xem ra, Lâm Nhất đã chính thức trở thành kiếm khách mạnh nhất quần Long Thịnh Yến rồi, đúng là danh xứng với thực, hoàn toàn xứng đáng. Kiếm huy thương Long thật sự lợi hại, rõ ràng là nó đã hoàn toàn áp chế kiếm ý lôi đình, so với kiếm ý bán bộ thông linh của Phương Hàn là còn mạnh hơn một ít. Thật khó mà tin được, Lâm Nhất thắng rất nhẹ nhàng, không kém hơn bao nhiêu so với triệu vô cực, Trận chiến này đã khiến mọi người chấn động mạnh, không ai ngờ Lâm Nhất sẽ thắng một cách dễ dàng như vậy. Hình ảnh gian nan, chật vật trong tưởng tượng không hề xuất hiện, hắn vẫn tiếp tục viết tiếp truyền kỳ bất bại của mình, đồng thời phá vỡ lý giải của quần chúng về kiếm khách. Hiện tại, đối thủ chân chính của hắn chỉ còn lại bốn người, Trúc Thanh Sơn, Viêm Long Tử, Triệu Vô Cực và Vũ Hạo Thiên. Tuy không giao đấu cùng Khương Tử Diệp, nhưng mọi người đều hiểu rõ, Khương tử Diệp không phải đối thủ của Lâm nhất, bởi lẽ nàng ta thắng phương hàn lạc đã có phần miễn cưỡng rồi. Kiếm uy thương Long, sắc mặt viêm Long tử có hơi nghiêm túc, tuy nhiên, sâu trong mắt hắn ta lại tràn ngập kiếm ý, còn có một tia diễu cợt. Quả thật không dễ đối phó, tuy nhiên, đã thấy rồi thì cũng không có bao nhiêu uy hiếp, chỉ cần suốt toàn lực, vẫn có thể nghiền áp hắn như thường. Cái gọi là kiếm khách, đến cuối cùng vẫn không tạo thành một chút sóng gió nào. Tại quần Long Thịnh Yến những kỳ trước không có tiền lệ kiếm khách tiến vào bảng 3, ít nhất trong vòng 1.000 năm qua không có. Không bao lâu sau, các tuyển thủ trong bảng 10 lần lượt giao chiến, theo thứ tự là Trúc Thanh Sơn, Phương Hàn Lạc, Vũ Hạo Thiên và Khương Tử Diệp. Đối thủ của Phương Hàn Lạc là Vũ Hạo Thiên, trận chiến này không có quá nhiều bất ngờ, bá quyền đảo loạn càng khôn được sự phụ trợ của tử Nguyệt Tâm Kinh đã dễ dàng đánh bay Phương Hàn Lạc. Vũ Hạo Thiên vẫn bày ra phong thái một vị vua như trước, giành chiến thắng chỉ trong một chiêu. Trái lại, trận chiến giữa Khương Tử Diệp và Trúc Thanh Sơn lại vô cùng gây cấn, trải qua mấy trăm chiêu vẫn chưa phân định thắng bại, thế nhưng, cuối cùng vẫn là ma đao của Trúc Thanh Sơn khó chơi hơn. Tuy rằng ý chí vân của Khương Tử Diệp thiên biến vạn hóa, đủ loại ý cảnh như gió, xét, mưa, núi không ngừng được diễn hóa, nhưng sau khi Trúc Thanh Sơn thi triển hai đại sát chiêu là phệ hồn và phệ huyết, hắn ta lại một lần nữa giành được thắng lợi hệt như trận đấu với Bạch Lê Hiên. Một lần nữa phát huy hung danh của Ma Đao. Trận tiếp theo là ô tiếu thiên đấu với triệu vô cực, kết quả không mấy bất ngờ, ngay cả Khương Tử Diệp còn thua trong tay hắn ta thì ô tiếu thiên nào có phần thắng. Lâm nhất giao đấu cùng viêm long tử. Đột nhiên, trọng tài hô to, tuyên bố danh sách giao đấu âm um. trên hàng ghế khán giả hàng trăm vạn võ giả lập tức sôi trào rốt cuộc cũng đến rồi cuối cùng cũng đến thời khắc lâm nhất giao đấu với tam tiểu vương sau thất bại liên tục của bạch lê hiên khương tử diệp phương hàn lạc trong trận chiến với tam tiểu vương rốt cuộc tân tú được công nhận mạnh nhất trong quần long thịnh yến lần này cũng chính thức giao đấu với tam tiểu vương nói không ngoa thì nếu lâm nhất thất bại có nghĩa là không còn ai đủ sức lay chuyển địa vị của Tam Tiểu Vương. Viêm Long Tử, một trong Tam Tiểu Vương, đệ tử của Thiên Yêu Các, tố chất thân thể có một không hai tại Nam Vực. Không một ai có thể tranh phong cùng hắn ta, tại cổ vực Nam Hoa, hắn ta chỉ bại dưới tay Vũ Hạo Thiên, còn với Triệu Vô Cực thì có thể xem như đối thủ ngang tầm, bất phân thắng bại. Trong quần Long Thịnh Yến lần này, Lâm Nhất chính là một con ngựa đen tuyệt thế, là tân tú mạnh nhất, và cũng là kiếm khách mạnh nhất vừa nổi danh trong thế hệ trẻ tại cổ vực Nam Hoa. Uy vọng của hắn cực cao, không hề kém cạnh so với Tam Tiểu Vương, thậm chí còn có xu thế vượt trội. Hắn có xuất thân hèn mọn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn một đường thẳng tiến, chưa một lần thất bại, phải nói rằng hào quang của hắn quá mức chói mắt. Trận chiến của hai người này chắc chắn sẽ là một hồi kinh thiên động địa, cộng thêm ân oán giữa bạn họ, đảm bảo mùi thuốc súng càng thêm nồng nặc bất kỳ là ai trong hai người cũng không được phép thua. Audio điện tử võ tấn bền. Khết tập 103.